Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em có cái lô hàng mới về cập nhật vào giờ trưa ngày hôm mùng 10 tháng 3 năm 2019. Thì hàng của em về muộn nên là hôm nay cũng lên clip vào giờ trưa, đầu giờ chiều để chia sẻ cho mọi người những cái loại lan mới đẹp mà cơ sở chúng em cập nhật ngày hôm nay. Thì hình thức bán hàng của cơ sở chúng em là chúng em sẽ nhận đơn trực tiếp qua số điện thoại 0984754102 nhé các bạn nhé. Đấy, em nhắc lại các bạn liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0984754102. Các bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp cho chúng em rồi chúng em sẽ nhận đơn hàng trực tiếp với các bạn và gửi hàng đi trong ngày cho các bạn. Đó, hình thức thanh toán thì các bạn sẽ lát nữa em sẽ giới thiệu chi tiết từng loại lan và giá của từng loại chi tiết luôn cho các bạn. Hôm nay có cả hàng giống giá rẻ cho các bạn luôn. Thì các bạn đặt hàng chúng em sẽ gửi hàng qua bên bưu điện cho các bạn, rồi sẽ có bên bưu tá phát hàng trực tiếp toàn quốc, tức là em sẽ gửi hàng đi toàn quốc và phát hàng trực tiếp, thu tiền sẽ có nhân viên bưu tá của bên bưu điện họ sẽ thu tiền hàng và tiền cước vận chuyển trực tiếp tận tay các bạn nhé. Đó, bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết từng mặt hàng luôn cho các bạn. Có rất là nhiều những cái phần lan lẻ lẻ và có những cái hàng kg về số lượng rất là lớn ở cơ sở chúng em. Thì như ở đây thì ở đây em có những phần hàng lẻ lẻ này, tí nữa em sẽ qua giới thiệu sau này. Bây giờ em đi vào giới thiệu những mặt hàng kg luôn cho các bạn nhé. Thì có cả hàng giống giá rẻ và có loại hàng đẹp miết mát luôn các bạn ạ, rất là đẹp. Ở đây đấy, mặt hàng đầu tiên em muốn giới thiệu cho các bạn là cái hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua có giá là 150.000 nhé các bạn ạ. Chỗ này chắc chỉ có độ khoảng 3 kg thôi này. Hàng về rất là ít đầu. Nói chung là bây giờ không phải là đầu năm nữa nhưng mà dân họ chắc cũng đang bận mùa cấy ngô nên là họ cũng chưa đi lấy được hàng số lượng nhiều. 150.000 1 kg thôi. Còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân hàng đẹp này, 180.000 1 kg nhé các bạn nhé. Kim điệp xuân ạ. Đây là những cái mặt bông của kim điệp xuân đây và có lác đác, còn có những thân còn đang có nụ, mặt bông kim điệp xuân vàng rực luôn này. Đấy, đa phần là vẫn còn đang còn nụ nhưng mà cái nụ nó khá là dài rồi nên là nó tỷ lệ nó bị gãy nụ rất là nhiều các bạn ạ. Nên là chúng ta trồng thuần để chơi cái mùa hoa rực rỡ của nó sang năm. Còn năm nay thì chúng ta vẫn được xem mặt bông của nó lác đác, còn lác đác thôi các bạn. Đó. Còn ở đây là lan chuối ngọc. Đây là mặt bông lan chuối ngọc nhé các bạn nhé. Hàng rất là đẹp luôn. Chuối ngọc có giá là 200.000 1 kg nhé. Lan chuối ngọc ạ. Còn đây là kim điệp thơm. Kim điệp thơm thì bây giờ đang mùa hoa, sổ bông, cánh của nó như là nhựa luôn này. Đấy, đúng với cái tên gọi của nó, kim điệp thơm, kim điệp nhựa. Hoa rất là đẹp luôn. Đấy, hoa màu vàng rực này, cánh bóng mượt như là nhựa. Giá là 250.000 1 kg nhé các bạn nhé. Và ở đây em có một dề này, nó nặng tới 1,2 cân luôn các bạn ạ. Dề này 1,2 cân luôn này. Đấy, bác nào ưng ý thì em để cho các bác về sưu tầm mà dễ ghép nhất này. Về chúng ta chỉ cần ghép vào lũa là ok rồi. Dề này em để giá cho các bạn là 280.000 nhá. 280.000 dề kim điệp thơm này. Đấy. Còn ở đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng hôm nay bán giá rẻ cho mọi người 120.000 1 kg. Đó. Còn ở đây là quế tím. Quế tím có giá là 160.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, quế tím đang mùa đi vào nụ rồi. Ở đây có cái sóc tím. Sóc tím có giá là 160.000 1 kg này. Đó, sóc tím bây giờ đang trổ nụ nhé các bạn nhé. Đây, nụ đang trong mẹ lá này các bạn. Thấy chưa? Đó, đang trắng trong mẹ lá nhé. Hầu như là cây nào cũng đang có nụ ở trong những cái bẹ hết rồi. 160.000 1 kg thôi. Còn đây, lan hải yến cũng là 160.000 1 kg này. Đấy. Và còn đây em có thập hoa. Thập hoa hôm nay em bán rẻ cho mọi người
50.000 1 kg. Còn đây là sơn thủy tiên, sơn thủy tiên có phân loại luôn, hàng to đẹp 220.000 1 kg. Còn ở bên này đây thì loại hàng cây nó xấu xấu nhỏ nhỏ hơn là 170.000 1 kg nhá các bạn nhé. Đó. Và ở đây em có độ khoảng gần khoảng 1 cân cái long tu thân xanh hoa tím ấy, long tu đá đấy các bạn. Đấy, bây giờ cây nó vẫn còn lác đác nụ khá là nhiều. Đó. Phần này em để cho mọi giá cho mọi người là 250.000 cái phần này. Đấy. Có độ khoảng 9 lạng 1 cân gì đấy. Còn ở đây là một phần kiều dẹt này, phần kiều dẹt nhìn lá nó rất là sơ xác luôn các bạn ạ, nhưng mà về chúng ta nuôi những một cây con là rất là lên vấn ổn định và khỏe thôi nhá các bạn nhá. Cái lá của nó thì lúc dân họ khai thác vận chuyển về thì nó bị dập lá. Đấy, nên là lá của nó sẽ bị sạm đi như này. Đấy. Kiều dẹt em để giá cho các bạn cái phần này là 350.000 ạ. Hàng rất là rẻ đấy ạ. Tính theo hàng kg thì nó sẽ rơi vào độ 650 1 kg đấy các bạn. Còn đuôi chuột rất là đẹp này. Đấy, 180.000 1 kg là đuôi chuột to đẹp luôn nhá. Còn đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi hoa rất tím đậm luôn này các bạn này, hoàng thảo vôi Bắc nhá. Chứ còn vôi Lào thì nó hoa nó sẽ nhợt nhạt hơn, nó không được tím đậm như này. Hoàng thảo vôi loại hàng đẹp 280.000 1 kg nhá các bạn nhá. Còn ở đây có hàng giống này, hàng cây giống. Đấy, hàng cây giống nó vẫn cho hoa bình thường đây. Hàng cây giống này 220.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn có độ khoảng 2-3 kg thôi này. Thì các bạn mua sẽ được rất là nhiều đầu cây. Và còn đây là long tu xuân. Long tu xuân loại hàng cây giống cây nhỏ này nhé các bạn nhé. Cũng là 220.000 1 kg này. Còn loại hàng cây đẹp này. Đấy, hàng y như trong hình luôn nhé các bạn nhé. Hàng cây đẹp các bạn nhìn. Đấy, mướt mát cực kỳ luôn. Đây là những cái thân mà nó vẫn còn chưa trổ hoa này các bạn này. Nhiều có một số thân là hoa đã bắt đầu héo rồi. Một số thân thì cây nó vẫn còn đang nụ như này đây các bạn nhé. Đấy. Đấy, nụ và hoa đang là mùa hoa của nó. Đấy, long tu xuân hàng đẹp 280.000 1 kg nhé các bạn. Đó. Còn đây là ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu thì có giá là 200.000 1 kg thôi ạ, rất là rẻ các bạn ạ. Ngọc thạch ba màu đi vào mùa nụ đấy nhá các bạn nhá. Bây giờ cũng đang sưng mắt nụ rồi đấy. Đấy, lô này thì mắt nụ vẫn chưa nảy nhiều đâu. Đấy, vẫn còn chưa bật nụ này. Đó, sóc tím quay rồi, sóc giới thiệu rồi. Còn đây là trầm tím. Đây là trầm tím Myanmar nhá các bạn nhá. Trầm tím Myanmar thì bây giờ chưa cho nụ đâu. Bây giờ đang lác đác lên mầm cây con rồi đấy. Đó, lác đác lên mầm cái con rồi các bạn ạ. Như là cái công cái dề này là dề trầm tím rừng Lào mới đang lên mầm thôi. Đây em có cả trầm tím rừng Lào nhé các bạn nhé. Đây là dề trầm tím rừng Lào đấy ạ. Trong hoa thân này bây giờ dề này chưa nụ này. Em giới thiệu cái trầm tím rừng Lào cho các bạn sau nhé. Giới thiệu cho các bạn biết về cái trầm tím Myanmar, rừng Myanmar nhé. Trầm tím rừng Myanmar loại hàng trung này là có giá 750.000 1 kg thôi ạ. Đó, loại tầm trung chưa phải là loại cây dài nhé, to dài nhé. 750.000 1 kg. Còn đây là trầm tím rừng Lào đây. Trầm tím rừng Lào bây giờ đang lên mầm cây con rồi nhé các bạn nhé. Và đồng thời nó cũng đang cho mùa nụ. Nó cũng đang cho nụ luôn các bạn ạ. Đây, nụ đang nứt nụ này. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, nụ đang sưng lên trong những mắt ngủ nhé. Đấy. Đó. Trầm tím rừng Lào thì có giá là 1.500.000, gấp đôi rừng trầm tím của Myanmar cơ các bạn ạ. 1.500.000 1 kg. Đấy. Đấy, như thân này là nụ chi tiết hơn này. Đó. Đấy. Để em bắt nét cho các bạn. Đây. Đây là một nụ hoa của trầm tím rừng Lào nhé. 1.500.000 1 kg ạ. Và ở đây em có loại chip của rừng trầm tím rừng Lào đây. Thì cái chip này nó vẫn cho hoa bình thường thôi các bạn. Đây này, hoa vẫn còn đang nụ đây, chẳng qua là nó toàn là những cái thân nhỏ nhá các bạn nhé, thân nhỏ và có lác đác một số thân, một số khóm già và những cái khóm gãy này cũng cho vào luôn. Thì cả phần này thì 600.000 nhá các bạn. Đấy, cả cái phần hàng chip này này là 600.000 nhá. Nó có chừng khoảng 7-8 lạng gì đấy, 8 lạng.
Còn ở đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng em bán rẻ cho mọi người là 100.000 1 kg thôi. Đấy còn có mấy cân nữa này. Còn ở đây là hoàng thảo tam bảo sắc nhé. Hoàng thảo tam bảo sắc chắc có độ khoảng cân rưỡi, 250.000 một cân ạ. Còn đây là hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc có giá là 280.000 1 kg nhé các bạn. Đó, hàng rất là đẹp luôn ạ. Hàng bây giờ khô ráo nên là rất là dôi cân. Đây là những cái mặt bông rất là tím đậm của hạc vĩ bắc đây. Đấy, nó không phải là màu hồng nữa mà nó là màu tím luôn rồi các bạn ạ. Đấy, rất là đậm màu. Lô hàng nói chung là cái màu sắc nó sẽ tùy theo từng khu rừng mà chúng ta có nhé các bạn nhé. Tuy rằng là cùng một khu rừng mà khác ngọn núi thì nó cũng cho màu sắc nó cũng khác nhau rồi các bạn ạ. Nên là cái lô này thì gần như là đều cho màu đậm màu hết này. Và ở đây là giáng hương. Cái này là quế nâu các bạn. Quế nâu lẫn lộn. Quế nâu lẫn lộn với cái cả miệng kín. Cả cái đống này em để à. Đấy, bác nào thích sưu tầm thì cái cây này cây miệng kín này. Kiểu như là đấy, nói chung là cái này chưa biết mặt bông thì em cũng chưa biết là loại gì các bạn ạ. Đấy, nó lẫn lộn nhau, có cả chồn nhá các bạn nhá. Có cả chồn tím hay sao ấy. Đấy, phần này em để cho mọi người là phải có gần 2 kg. Để giá cho mọi người là 150.000 thôi, phần này. Còn đây là bó lan môi quạt này. Bó lan môi quạt thì giá rất là đắt luôn các bạn ạ. Nhưng mà bó này em để cho mọi người là 100.000 thôi. Hàng nó cưỡi lá đôi chút nhá các bạn nhé. 100.000 cái bó lan môi quạt này. Còn đây là giáng hương tam bảo sắc này. Giáng hương tam bảo sắc bây giờ đang nụ đây đấy các bạn ạ. Đấy, đang nụ nhá. Đó, những cây như này nó vẫn đang nụ đây. Hàng nó không được đẹp mấy đâu. Có giá là 150.000 1 kg thôi. Đấy, bán rẻ đấy ạ. Còn đây là đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt có giá là 200.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, còn chừng độ 5-7 cân gì đấy này. Còn em còn có cả đùi gà tròn nữa. Lát nữa em sẽ giới thiệu chi tiết cái đùi gà tròn cho các bạn sau. Còn đây là kiều vuông. Kiều vuông cam thân dài này có giá là 250.000 1 kg nhé các bạn nhé. Hàng cũng khá là đều đẹp. Thân không phải dài mấy. Thân nó chỉ rơi vào độ 40-45 cm. Thì thuộc về cái loại hàng thân rất là đẹp rồi. Đấy. Còn đây là kiều vàng. Đấy, kiều vàng thì vẫn còn được khoảng 2 dề to. Thì bác nào thích dề to thì cứ điện cho chúng em. Chúng em cân lên tính tiền cho các bạn. Kiều vàng 180.000 1 kg nhé các bạn. Còn ở đây là điện biên đông. Hoàng thảo điện biên đông. Thân vàng óng, hoa màu vàng rực. Đấy, bây giờ cũng đang sưng nụ nhé các bạn nhé. Nụ đây nhé. Đấy, có giá là 220.000 1 kg nhé. Lan hoàng thảo điện biên đông rừng nhé. Đó. Còn đây là đùi gà tròn đây. Đùi gà tròn bây giờ cũng đang nụ như này, lác đác còn nụ nhé các bạn nhé. Tại vì những cái nụ này nó thực sự cũng như em đã nói là nó rất là mềm mỏng. Nó rất là dễ gấy, dễ rụng các bạn ạ. Nên là lác đác được một vài nụ. Cũng không còn nụ nhiều các bạn ạ. Gần như là rụng hết rồi. Đó. Đùi gà tròn có giá là 220.000 1 kg nhé các bạn nhé. Màu hoa rất là tím đậm. Đó. Và ở đây em có một dề luôn này. Dề này bác nào thích lấy thì em cân lên cũng tính giá đấy này. 220.000 1 kg này. Đó. Và ở đây em có khoảng mấy cân long nhãn. Mấy cân long nhãn này thì sắp tới long nhãn nó sẽ nở hoa vào cuối tháng 4 nhé các bạn nhé. Long nhãn em để giá cho các bạn là 100.000 1 kg. Giá rất là rẻ luôn. Đấy. Rồi, vừa rồi là những cái mặt hàng lan mà em vừa giới thiệu chi tiết cho các bạn. Và tiếp theo đây là những cái phần hàng ấy. Đây, có 3 phần hàng. Ở đây là lan ý thảo 3 màu nhé các bạn nhé. Đang nụ rất là nhiều luôn. Những cái nụ này rất là dễ gãy. Nên là chúng em cũng đang rất cẩn thận để lúc có lan đi để các bạn được xem hoa luôn. Đấy, cái phần này thì em để giá cho mọi người là 180.000. Ý thảo 3 màu. Còn cái này đây là ý ngọc. Ý ngọc bây giờ đang sưng nụ rất là nhiều nhé các bạn nhé. Đấy, những cái thân con này nó đang nứt nụ rồi. Đấy. Cái phần này thì em để giá cho mọi người là 250.000 nhá.
đấy. Ý ngọc thì đấy, như các bạn biết đấy, hàng kg của nó bây giờ là rơi vào độ khoảng 350 một kg. Còn đây là một phần u lồi, phần u lồi đang lên những cái mầm cây con rất là khỏe đây, và còn lác đác một vài nụ để chúng ta xem hoa. Những cái nụ này thì em cũng mong sao là lúc các bạn bưu điện vận chuyển đến tay các bạn thì những cái nụ này sẽ không bị gãy. Đấy, em để cái phần này cho các bạn là 150.000 ạ. Đấy, u lồi. Đấy, vừa rồi là những mặt hàng lan mà em đã giới thiệu hết cho các bạn này nhé. Thì giá chi tiết từng loại đã có. Thì các bạn đặt hàng thích loại lan nào, vui lòng gọi trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại ở đầu clip và ở trên tiêu đề clip. Vâng, em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé.